Máy hút bụi cầm tay mini, sự lựa chọn hoàn hảo giải quyết gọn gàng các vấn đề vệ sinh về nhà cửa, xe cộ. Máy hút bụi cầm tay không dây là sản phẩm hiện tại sử dụng đầu sạc USB, có thể cắm vào cốc sạc điện thoại để nạp điện vô cùng tiện lợi. Máy không chỉ có thể hút bụi trên xe hơi mà hút bụi cho bàn làm việc, cho mọi ngóc ngách trong gia đình sạch sẽ cũng là điều vô cùng đơn giản. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm và thao tác. Công suất mạnh mẽ lên tới 120W cộng thêm nhiều đầu nối khác nhau. Việc hút bụi từ những ngóc ngách khó xử lý nhất cũng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết. Tay cầm còn được thiết kế tối ưu giúp bạn làm việc trong thời gian dài mà không cảm thấy mỏi tay. Các thao tác sử dụng rất đơn giản, dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được mà không cần người trợ giúp hay hướng dẫn. Lưu ý, không sử dụng máy hút bụi liên tục trong 30 phút, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy. Máy có độ bền cao cùng khả năng hoạt động hiệu quả sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho xế yêu và căn nhà của bạn. Máy không chỉ gọn gàng, tiện ích mà còn đem lại cho người sử dụng nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Là giải pháp cho những gia đình muốn tối ưu hóa sự sạch sẽ trong không gian nhà cửa và là cánh tay phải cho những người nội trợ trong việc tiếp cận và làm sạch những nơi hẹp và khó với tới. Nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm đầy tiện ích này bằng cách để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0963 310 044 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng chính hãng với mức giá ưu đãi nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.